chỉ 2 năm trước, Vũ Thế Cang còn là cầu thủ của Sài Gòn Heat. Thế nhưng chàng trai 26 tuổi hiện giờ đã có mặt trên một cương vị mới. Cùng theo dõi những bước đầu tiên trên hành trình trở thành huấn luyện viên của anh. Năm 2020 thì Cang có được đi tryout cho Sài Gòn Heat và được Sài Gòn Heat đánh cái mùa bubble 2021. Sau một mùa thi đấu thì Cang bị chấn thương đứt bán phần dây chằng chéo, vẫn có thể chơi tiếp được nhưng mà cái rủi ro nó khá là cao, nên là bên ban lãnh đạo có định hướng là Cang hướng qua con đường huấn luyện. Lúc đầu thì Cang cũng rất là muốn được tiếp tục thi đấu bởi vì mình vẫn còn cái lửa trong người. Sau khi nói chuyện với lại bên ban lãnh đạo thì định hướng rõ ràng cái con đường đi, thì Cang thấy là cái sự nghiệp cầu thủ thì nó có thể kéo dài được tối đa với Cang, chắc theo cái trình độ của Cang thì tầm 4 đến 5 năm nữa là hết. Nhưng mà nếu mà đi theo con đường huấn luyện thì có thể nó đi xa rất là nhiều và rất là lâu, và rất là ít vận động viên mà chuyển hướng sang huấn luyện viên sớm giống như Cang. Toàn là họ đợi đến khi mà tới 30 mấy tuổi rồi hết thi đấu được họ mới chuyển qua. Thì nếu mà Cang đi ngay từ bây giờ thì đó là một cái lợi thế lớn. Đó, thực sự ra là một cái mùa giải rất là may mắn của Cang, bởi vì Cang được ban huấn luyện tin tưởng và giao cho một cái cơ hội để được ra sân thi đấu và được đấu chung với lại đội Sài Gòn Heat, một cái đội bóng rất là lâu năm và rất là nhiều thứ để Cang có thể học được từ câu lạc bộ Sài Gòn Heat. Và sau đó khi Cang chuyển hướng qua huấn luyện thì Cang đã được đi ABL với lại Sài Gòn Heat, cũng là một cái cơ hội rất là lớn để mà học hỏi. Đó cũng là những cái thử thách mà cũng là những cái cơ hội để mà Cang phát triển tới ngày hôm nay. Và sau trong năm nay thì Cang có cơ hội được làm việc với coach Todd ở đội Đà Nẵng Dragon, cương vị là trợ lý huấn luyện viên. Theo đó là cái công việc của Cang nó cũng nhiều hơn rất là nhiều. Ở Heat thì Cang chỉ làm về mảng cắt ghép video, hiện tại thì có mình Cang với lại coach Đại là trợ lý cho coach Todd, thì hai người phải chia nhau để làm những công việc nhiều hơn. Ví dụ giống như là mình điều tra đối thủ rồi mình cắt ghép video tất nhiên rồi. Ví dụ như là lên buổi tập, có một cái giai đoạn là trước off season, khi mà training camp thì coach đầu tiên là coach Alberto về, xong rồi lại có việc nhà nên là phải về lại. Thì Cang phải bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng liền để mà tập cho các bạn. Thì lúc đó là không có coach chính ở đó luôn, thì Cang cũng phải cố gắng tập cho mọi người giống như là để giữ cho mọi người tốt nhất có thể, và tới khi có Todd về có thể nhận các bạn ngay lập tức. Ông Vũ Thế Cang sẽ giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của Dragons ở trong trận đấu hôm nay, trong bối cảnh mà huấn luyện viên trưởng của họ, Copters, rút quyền chỉ đạo. Ngay cái buổi mà trận đấu với City Wing mà có Todd bị cái tách đó là Cang đã biết là trận sau là mình sẽ là bước lên làm huấn luyện viên chính, thành ra Cang đã chuẩn bị rất là kỹ. Cang đã xem lại băng và coi lại những cái bài chạy của đội bên họ, và mình vẽ lại, mình cho vận động viên mình xem. Sau đó mình nói về cách phòng thủ, cách tấn công như thế nào, đánh vào những vị trí nào. Trước đó thì Cang cũng đã từng đi huấn luyện ở Sài Gòn rất là nhiều, cũng 5-6 năm. Đứng trận ở cấp độ phong trào hay là bán chuyên ở Sài Gòn thì nó hoàn toàn là một cái trải nghiệm rất là khác so với lại đứng một cái trận đấu ở VBA. Mình phải có được những cái là trải nghiệm đủ để mình có thể tự tin mình bước lên. Và Cang lúc đầu thì Cang cảm thấy là mình có thể là mình chưa đủ khả năng, nhưng mà khi mà bước lên làm thì có vẻ như là Cang bị cuốn vào trận đấu nên là mình không có mình quên luôn cái việc đó, mình cứ tập trung mà mình làm những cái việc mình làm thôi. Và thực chất ra là trận đó đội Cang có được một cái nửa hiệp đầu, hai hiệp đầu rất là tốt và có lúc dẫn đội bên ta, nhưng mà lúc sau thì cái vận động viên của mình xuống sức quá nhanh. Đó cũng là một cái kinh nghiệm của Cang, bởi vì Cang điều chỉnh chiến thuật, sự thay người nó chưa hợp lý để cho các vận động viên nó chưa có được cái khả năng nghỉ ngơi tốt. Có thể có vẻ là cái định hướng của ban lãnh đạo của Sài Gòn Heat khi mà kêu Cang chuyển hướng sang huấn luyện, và việc Cang chọn con đường huấn luyện này là một cái quyết định đúng đắn của Cang. Sau mùa giải thì Cang có thể sẽ quay về Sài Gòn tiếp tục công việc huấn luyện và có thể làm tiếp với lại các câu lạc bộ, và thì đó cũng sẽ là một trong những cái quyết định tiếp theo. Và đồng thời là Heat cũng sẽ có ABL, và cũng có thể Cang sẽ tiếp tục quay về Sài Gòn Heat để làm ABL.